Dưới nắng hồng, tôi đi giữa Gò Công. Đất như cao, trời như thấp lại. Trong khoảng không, trên sóng biển chập trùng, chỉ còn lại đất mẹ hiền Gò Công. Ôi, chào tất cả các bạn nha. Mình vừa về tới Gò Công luôn các bạn. Ấp Trại Cá, xã Tân Hòa, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Mình về mình thăm bà dì. Bà dì thứ sáu, em ruột của má mình. Bây giờ mình đi máy một vòng cho các bạn xem nha. Đây, các bạn nhìn sau lưng mình. Đó. Xung quanh nhà. Mình quay một vòng nha. Đây, mình bước ra sát đây nha các bạn. Rồi đây. Để mình đi qua cái cây cầu, qua cái mương. Oh my god. Đây, mình đang đứng ở ngoài ruộng lúa các bạn, đổ đồng rồi. Đó, các bạn thấy không? Gò Công đó các bạn, này khu trại cá. Gọi là khu trại cá vì khu vực này trước đây rất là nhiều cá tôm trong tự nhiên các bạn. Bên đây là lúa. Mấy cái này là các bạn biết cái gì không? Cái này nè. Nè, cái cây sau lưng mình nè các bạn. Cây sau lưng mình là cây sơ ri đó các bạn. Cái sơ ri á. Đó. Từ chợ Gò Công đi vô nhà Gò Công Đông á, chạy vô nhà dì của mình là chỉ có cách 2-3 cây số thôi à. Xe đi vô tới nhà luôn. Cây này là cây, cây này là cây mai tứ quý. Đó, mai tư quý nó nở rồi. Nó xung quanh ruộng lúa không các bạn, mênh mông luôn. Đó. Đó là lúa mênh mông trời đất. Quá nhiều luôn. Đó, lúa mênh mông nè các bạn. Về quê thì nó rất là yên bình các bạn, yên bình vô cùng luôn. Chỉ có khói đốt đồng thôi các bạn ha. Gà gáy, heo, gà, vịt kêu trời trong xanh vô cùng. Đây nhà chị mình. Đó, đất mênh mông. Rồi bây giờ mình đi vô thăm dê nha các bạn. Đi vô thăm dê nha. Cây vú sữa. Mình cho các bạn xem cây vú sữa nha. Đây các bạn thấy vú sữa chưa? À, vú sữa đó. Trái toàn ten gì nè. Đó, vú sữa đó các bạn. Đó, vú sữa đó. À. Đây, còn cái cây cao, còn cây vú sữa lùng nè. Đó. Trái toàn ten luôn. Trồng mỗi thứ một cây ăn chơi thôi các bạn. À, bây giờ đi qua chuồng dê nha. Đây mấy con dê đây. Mấy con dê đây. Đây là cháu. Cháu mình, cháu kêu bằng ông. Đó, cháu kêu bằng ông. Ông Út. Đây mấy con dê đây. Đó.
dê con nè các bạn. Dê con đó, dê con đó. Dê con nè con, thấy dê con chưa? Thì nè đứng bên trong kìa ba con nè. Đó, ba con dê con. Ba con, ba dê con. Rồi đây là đây cũng có một con dê con nữa nè. Đó. Ông Út bước vô ra đây, con còn làm gì không? Đi luôn. Dạ cái con nè. Đang đang làm phá nè. Đang phá nè. Đó, thấy thương chưa? Tụi bay lên truyền hình đó, đây biết không? Đây có một con nữa nè. Nhìn lén nè, con này đang nhìn lén nè. Đó, thấy thương chưa? Cứ bỏ cái con. Đó, nó sợ nó chạy rồi. Được 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 con dê. Dê này nuôi lấy thịt đó các bạn. Lần ta vô ta mua con dê mấy triệu bạc vậy đó. Đó, qua đây nữa nha, đi qua đây nữa nha. Còn đây là mấy con chuột nè các bạn. Mấy con hamster đó các bạn. Nuôi cũng để bán đó các bạn. Mấy con hamster nè. Quá trời luôn. Lùi luôn thấy chưa? Nó chạy mất đằng kia rồi. Nó sợ nó chạy rồi. Có được 20-30 con vịt. Các bạn biết không, tháng này không có mưa mà lúa cũng đang chỗ đồng đồng, nó không có thả nó ra được. Thả nó ra được nó xuống ăn lúa hết. Rồi bây giờ mình đi qua cây mít nha các bạn. Có một cây mít. Đây cây mít đi các bạn ơi. À có một con mèo. Đó các bạn thấy mít không? Ồ trái mít khổng lồ không? Đây cây mít đó các bạn thấy không? Mít nè. Đó mít nữa nè. Đó. Ở đây có hai trái nè. Nó đùng luôn. Thì nào các bạn thấy cái cuống của nó đó. Cái cuống của cây mít bắt đầu nó nâu xuống tới gần cái đầu trái á. Thì là chặt xuống là dạt cái đầu nó ra phơi nắng xíu là nó ăn chín. Tha hồ mà ăn. Nó ngồi đây là ruộng lúa. Mênh mông luôn. Vì mình nói chứ mấy tháng dịch xe cộ không đi tới đi lưu được, ta không có gửi gạo thóc gì lên cho mày được. Nói trời ơi, gạo này là gạo thơm các bạn, gạo trồng hơn gạo thơm, chứ còn nhiều miếng ruộng thì người ta trồng lúa đó, người ta trồng cái gạo phổ thông á, R43 gì đó, thứ đó không có ngon đó. Rồi tí xíu mình đi quay linh tinh cho các bạn xem nữa nha.